Đấy, cái đầu phu chờ ít, phu chờ neo hết hết. Còn chiếc vết bờ nữa đi móc bồ rồi. Thì xe này thay nhất giả, nó đen siêu đen. Giống như là hiện tượng ngộ á, Black Fly Radar ở bên Mỹ gì đó. Phân biệt chủng tộc nha. Anh chủ xe kỹ lắm, có điều thay nhất bị giả rồi. À nhìn thấy không? Vô đồ là gấp mà phuộc nè. Đó, biết anh chủ xe anh kỹ rồi đó. Thay nhất xịn nhưng mà nó thay nhất không xịn. Tiền thì tính nhất xịn. Con đen phải không? Bố hoặc càng luôn rồi. Bộ gì nó hết bốc rồi, chạy nó trượt trượt không. Bây giờ mình làm xong mình quay cho anh em xem ha. Cọc 125 là mới được cũ. Đây những cái bộ nồi mình mới làm xong, làm SH. Đây chờ vít 3 chờ. Đó, làm xong hết rồi. Làm bố là xô chuông làm hết luôn nha, tất từng tập. Đó, ba là phải đổi bố nè, bố gì nó không chạy được phải đi bố khác. Quay anh bi bẻ độ thắt luôn, làm hết theo bài ha. Phụ chờ xe số thì làm lá sắt lá xô bố chuông bố ba càng nè. Đó, làm hết luôn. Đó, rồi xong xuôi hết rồi. Cái hài lọc gió đồ chơi giải thắt luôn rồi. Nó nhiều gió không? Cái gì thì nó bằng giấy mà. Nó không có nhiều gió mà. Nó đồ chơi nó không? Bây giờ mình ráp vô rồi mình kết cho anh em xem khác biệt nha. Những đồ nào mình đang làm hết rồi. Nồi tua với lọc gió lên cái đường dây. Bao nhẹ luôn anh em. Đang test cho chủ xe coi. Đó. Chủ xe luôn. Mình đang thử cái độ bốc của nó cho anh em xem ha. Rồi mình làm là số anh em đạp rất là nhẹ ha. Đi nó mượt mà. Anh em cái nồi thôi rất là im. Mới. Gấp Babson Boy gắn cản quay y luôn tới mùa cản quay y nó đẹp hơn nha nè, quay y của Thái á, cái cản phù ít nó giống phù nèo gấp Babson Boy này số đồ cái tốc độ là nè rồi. Vario cờ lịch Thái chú
Vespa chuẩn bị để giờ nha, móc mô là xong rồi.